Viện Kiểm sát đề nghị Hàn Ni từ 18 tháng đến 2 năm tù. Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị ông Trần Văn Sĩ từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù, Đặng Thị Hàn Ni từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù. Trưa 1 tháng 3, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Đặng Thị Hàn Ni, 47 tuổi, luật sư, nhà báo, Trần Văn Sĩ, 67 tuổi, luật sư, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trong phần luận tội, Viện Kiểm sát nêu căn cứ kết luận giám định và lời khai thừa nhận hành vi tội phạm tại tòa của các bị cáo, đủ cơ sở khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng khung hình phạt. Cụ thể, ông Trần Văn Sĩ đã sử dụng tài khoản YouTube Luật sư Trần Văn Sĩ đăng 8 video vào các ngày 15 tháng 8 năm 2021, 29 tháng 8 năm 2021, mùng 5 tháng 9 năm 2021, mùng 10 tháng 9 năm 2021, 19 tháng 9 năm 2021, 24 tháng 9 năm 2021, 28 tháng 9 năm 2021, 16 tháng 10 năm 2021, có nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự uy tín, nhân phẩm của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam, vi phạm Điều 16 Luật An ninh mạng. Đối với bị cáo Hàn Ni, ngày 3 tháng 9 năm 2021, sử dụng tài khoản YouTube và Facebook Nhà báo Hàn Ni để phát buổi livestream có tiêu đề Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không? Theo kết luận giám định, buổi livestream gồm 4 đoạn có phát ngôn mang nội dung thuộc bí mật cá nhân và đời sống riêng tư của bà Hằng, vi phạm Điều 17 Luật An ninh mạng. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cũng căn cứ nhiều tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo, từ đó đề nghị ông Trần Văn Sĩ từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù, Hàn Ni từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù. Hai bị cáo bị tạm giam từ ngày 24 tháng 2 năm 2023. Thưa quý vị, sau Tết thì tại đồng bằng sông Cửu Long giá lúa giảm mạnh, có nơi giảm hơn 1.500 đồng một kg. Hàng trăm ngàn hecta lúa đông xuân ở đồng bằng sông Cửu Long đang đến thời kỳ thu hoạch, nhưng ở nhiều nơi thì lại tái diễn tình trạng thương lái bỏ cọc khiến cho nông dân khó tìm đầu ra. Và để tránh rủi ro thiệt hại, không ít nông dân đã buộc phải bán lúa với giá thấp. Nhiều bà con trồng lúa tại đồng bằng sông Cửu Long cho biết, khoảng giữa tháng chạp năm ngoái, nhiều thương lái đồng ý thu mua lúa của bà con với giá 8.700 đồng 1 kg và đã đặt cọc, thương lái sẽ trực tiếp thu hoạch. Tuy nhiên sau Tết, bên mua cho hay chỉ mua được với giá 7.400 đồng với nhiều lý do khó chấp nhận. Dù nỗ lực thương lượng với bên mua nhưng không có kết quả, nhiều bà con đành chấp nhận phương án tự thu hoạch, phơi sấy để chờ giá lúa lên. Đa số vẫn xem trọng chữ tín trong làm ăn, không muốn bỏ cọc hoặc ép giá bà con nông dân. Tuy nhiên, hiện giá lúa gạo giảm mạnh như hiện nay do các doanh nghiệp chế biến gạo xuất khẩu hạn chế mua vào vì chưa có hợp đồng mới để xuất khẩu. Thời gian trước, giá lúa cao, thương lái phải bù lỗ nhiều nên họ buộc phải tính toán lại như hiện nay. Những ngày gần đây, giá lúa khu vực đồng bằng sông Cửu Long liên tục giảm khiến cho một số thương lái bỏ cọc và lo ngại khó khăn đầu ra, tránh rủi ro thời tiết, thất thoát và cũng là để giữ mối quan hệ lâu dài với các thương lái. Một số bà con nông dân tại huyện thành phố Cần Thơ sẵn sàng hạ giá lúa so với giá bán đã nhận cọc ban đầu. Hai hecta mấy à, đã đầy thơm nhiều, trước Tết thì lấy 9.000, rồi sau Tết giờ cắt thì lúa giờ sụt cũng còn 7.700, thì thương lái xin bớt thì giờ mình, nông dân mình cũng phải chịu theo chứ không cắt được làm sao được, cũng phải chịu bớt lại còn 7.700. Thương lái người ta neo lại buộc mình ta không cắt, mà không lấy mình phải để lại rồi, giờ lúa chín khô ngoài đồng chân, cắt khô này thì nó hao hụt hết từ 10 đến 15%. Lại thêm 8, trước Tết đó thì mua giá 8.500, rồi bây giờ qua Tết đó thì năng nỉ sụt lại còn có 8.000 hà, rồi thấy vậy thôi mình bán luôn, để mình bán cho chỗ khác thì thấy cũng mắc công, bán cho cái lái cũ của mình đó, cũng như mình tính mùa này còn mùa khác, tới ngày cắt rồi thì gọi đi, mắc ghẻ thì mình cũng phải bán chứ mình reo lên sao được, lỡ ấy thì mưa gió nó cũng ngoài động chân bỏ mình chết á. Như mình đang mình bán riết, đang nói nào ngay bà con người ta xả, đang mình xả, đang tới cái vụ sau nữa, đang mình lo tranh thủ mình cắt nữa. Dù hạ giá bán, nhưng theo bà con nông dân, giá lúa hiện tại vẫn tốt hơn mỗi năm. Cộng thêm thời tiết thuận lợi, năng suất tốt nên vụ này bà con vẫn lãi khá, kể cả với những hộ thuê đất để trồng lúa. Chân thì làm thuận lợi, chúng cũng đỡ được, cũng như mỗi năm tông tầm nhỏ có 1 công, có 1 tấn. Nhưng là giờ là 7.700 thì cũng có lợi, nếu trừ chi phí phân thuốc giống với công dân công làm được kia. Lãi là đất nhà đó là công lãi chừng 3 triệu ngoài đến 4 triệu. Mướn đất á, thì năm nay có lời chứ còn mấy năm trước thì không có lời. Nó nọ ngay lỗ tại vì cái giá mấy năm trước lúa nó rẻ.
nay thì thấy nó im hơn rồi, nó im hơn mỗi năm, bị gì mỗi năm mình bán đâu có được 8.000, năm nay mình bán 8.000. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cần Thơ, vụ đông xuân 2023-2024, người dân thành phố Cần Thơ xuống giống khoảng 72.800 ha, trong đó tập trung nhiều nhất ở ba huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh. Giống lúa được người dân trồng nhiều nhất là Đài Thơm 8, chiếm tới 67%. Sau khi giảm cả về lượng lẫn giá trị xuất khẩu trong năm 2022, đến năm 2023, xuất khẩu hạt điều đã tăng trưởng trở lại và lần đầu tiên vượt mốc 600.000 tấn. Sự khởi sắc của xuất khẩu hạt điều được dự báo sẽ tiếp tục trong năm 2024, khi ngay trong tháng đầu tiên của năm nay, xuất khẩu hạt điều đã tăng trưởng về tốc độ. Thông tin từ Hiệp hội Điều Việt Nam Vinacast cho thấy, trong tháng 1, các doanh nghiệp ngành hạt điều có gần 64.000 tấn điều nhân trị giá 339 triệu đô la Mỹ, tăng 137% về lượng và 125% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Tuy là thị trường đang diễn biến thuận lợi, nhưng ngành điều Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2024, trước hết là tình trạng giá điều nhân xuất khẩu vẫn chưa tốt, thậm chí là có xu hướng giảm đầu năm nay. Trong tháng 1, giá điều nhân xuất khẩu đạt bình quân 5.311 đô la Mỹ một tấn, khoảng 5%, trong đó so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đã dẫn tới tuy là cùng tăng trưởng, nhưng mức độ tăng trưởng về kim ngạch thấp hơn so với tăng trưởng về lượng xuất khẩu. Sự phát triển chế biến ở nhiều nước xuất khẩu điều thô cũng đang từng bước tạo áp lực cho ngành điều Việt Nam. Từ việc ngày càng khó mua điều thô hơn đến sự cạnh tranh ngày càng tăng trên thị trường điều nhân toàn cầu. Giá cà phê trong nước hôm nay giảm từ 200 cho đến 300 đồng một kg tùy từng địa phương. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá cà phê thấp nhất nước 81.500 đồng một kg. Và ở chiều ngược lại, Đắk Nông cao nhất 82.300 đồng một kg. Theo thông tin thị trường, các doanh nghiệp quốc tế đang giảm mua hạt cà phê Robusta từ Việt Nam vì chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng tăng cao do ảnh hưởng từ các cuộc tấn công của phiến quân Houthi vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ. Để đảm bảo nguồn cung và giảm chi phí vận chuyển, nhiều nước đang quay sang thu mua Robusta từ Brazil. Dù có giảm, thế nhưng hiện giá cà phê tại thị trường trong nước vẫn được đánh giá là đạt đỉnh lịch sử 30 năm qua khi vượt mốc 82.000 đồng một kg, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Những ngày này thì bà con ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đang vào vụ thu hoạch chè xuân. Với năng suất cao, được giá, thương lái đến thu mua tận vườn khiến cho bà con vô cùng phấn khởi. Gia đình ông Ngô Chí Hậu ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đang tập trung nhân lực thu hoạch 10 sao chè vụ xuân. Dự kiến năng suất đạt khoảng hơn 2 tấn. Lứa chè đầu tiên của năm nay, nhà máy thu mua với giá 4.300 đồng trên 1 kg chè búp tươi, cao hơn các năm trước. Chè năm nay thì sản lượng nó cũng bình thường, nhưng cái giá thì có tăng hơn năm trước. Chè năm nay đẹp hơn là vì cái thời tiết là nó ổn định hơn, không rẹt mấy. Cho như năm trước là sản lượng nó thua, mà giá nó cũng thua hơn. Những ngày đầu xuân năm mới, thời tiết tương đối thuận lợi để cây chè phát triển và thu hái. Lứa chè xuân đầu tiên của năm nay sản lượng không cao, chỉ đạt khoảng 1,5 đến 2 tấn trên 1 hecta, nhưng có giá khá tốt. Tùy từng vùng, giá chè búp tươi dao động từ 4.300 đến 4.500 đồng một kg. Chè hái xong, nhập được ngay nên bà con rất phấn khởi.